Thân chào các em học sinh khối 8. Hôm nay cô sẽ giảng cho các em bài 24 và bài 25 với chủ đề công thức tính nhiệt lượng, phương trình cân bằng nhiệt. Ở bài trước, các em đã biết một vật nhận nhiệt năng thì vật đó sẽ nóng lên, một vật mất nhiệt năng thì vật đó sẽ nguội đi. Phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi gọi là nhiệt lượng, ký hiệu là Q. Bài 24, ta đi xây dựng công thức tính nhiệt lượng. Và phần 1 lắm mã, ta tìm hiểu nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên nó phụ thuộc vào những yếu tố nào. Yếu tố thứ nhất, khối lượng của vật, ký hiệu là chữ M. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: đun hai lượng nước có khối lượng khác nhau, thì người ta thấy rằng đối với hình B là lượng nước nhiều hơn thì nhiệt lượng của nước thu vào cũng nhiều hơn là đối với hình A. Vậy người ta kết luận nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào khối lượng vật. Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ của vật, ký hiệu là delta T. Đó chính là bằng T2 trừ T1. T1 là nhiệt độ ban đầu của vật, T2 là nhiệt độ lúc sau của vật. Ví dụ như sau, đun một lượng nước, nhiệt độ ban đầu của nước là 30 độ C. Đun đến khi sôi thì nhiệt độ lúc sau của nước là 100 độ C. Vậy delta T ta lấy 100 trừ 30 bằng 70 độ C. Vậy độ tăng nhiệt độ mà lên 80 độ C hoặc khoảng 40 độ C thì nhiệt lượng mà nước thu vào để nóng lên cũng khác nhau. Nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố thứ ba nữa, đó là chất cấu tạo nên vật. Ví dụ, người ta làm thí nghiệm đối với nước hoặc nước đá hoặc chất nhôm, đồng thì nhiệt lượng thu vào của các chất khác nhau là khác nhau. Đại lượng đặc trưng cho chất cấu tạo lên vật, người ta gọi là nhiệt dung riêng của vật, ký hiệu là C. Ta đi tìm hiểu nhiệt dung riêng là gì. Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ của vật đó tăng thêm 1 độ C hoặc 1 độ K. Độ C là theo nhiệt giai Celsius, độ K là theo nhiệt giai Kelvin. Nhiệt dung riêng của một số chất ở bảng 24.4 sách giáo khoa trang 86. Cô giới thiệu cho các bạn 4 chất, đó là nước, nhôm, đất và đồng. Vậy để hiểu rõ về nhiệt dung riêng như thế nào, ta lấy ví dụ cụ thể. Tra bảng, ta biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 C bằng 4.200 joule trên kg K. Vậy cho ta biết điều gì? Cho biết 1 kg nước muốn tăng thêm 1 độ C thì cần nhận một nhiệt lượng là 4.200 joule. Hoặc tra bảng, ta biết nhiệt dung riêng của nhôm là C bằng 880 joule trên kg K. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là 1 kg nhôm muốn tăng thêm 1 độ C thì cần nhận nhiệt lượng là 880 joule. Như vậy ở phần 1, chúng ta kết luận nhiệt lượng của vật thu vào phụ thuộc vào 3 yếu tố: khối lượng vật, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất tạo nên vật. Vì vậy, công thức tính nhiệt lượng vật thu vào, Q thu sẽ bằng M nhân C nhân delta T bằng M nhân C nhân T2 trừ T1. Từ đó ta suy ra nhiệt lượng vật tỏa ra để nguội đi cũng tính bằng công thức Q tỏa bằng M nhân C nhân delta T bằng M nhân C nhân T1 trừ T2. Các em chú ý T1 là nhiệt độ ban đầu của vật, T2 là nhiệt độ lúc sau của vật. Vậy ở đây delta T ở bên công thức Q thu khác với delta T ở bên công thức Q tỏa. Delta T ở bên công thức Q thu sẽ bằng T2 trừ T1, người ta gọi là độ tăng nhiệt độ của vật, đơn vị là độ C hoặc độ K. Nhưng bên delta T của Q tỏa thì lại bằng T1 trừ T2, người ta gọi là độ giảm nhiệt độ của vật, đơn vị cũng là độ C hoặc độ K. Và M là khối lượng vật, đơn vị là kg. C là nhiệt dung riêng, đơn vị là joule trên kg K. Đối với trong các bài tập, C chúng ta có thể tra bảng trong sách giáo khoa hoặc là người ta cho cụ thể trong bài tập luôn. Các em không cần phải học thuộc các con số về nhiệt dung riêng của các chất. Sang phần 35 mã, chúng ta đi tìm hiểu phương trình cân bằng nhiệt, đó chính là bài 25. Thứ nhất là nguyên lý truyền nhiệt.
Ở những bài trước, cô đã giảng cho các em nghe và nhiệt luôn luôn được truyền từ vật nào sang vật nào. Chúng ta đã biết nhiệt năng luôn luôn được truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. Sự truyền nhiệt kết thúc khi nhiệt độ hai vật bằng nhau thì sự truyền nhiệt nó ngừng lại, có nghĩa là T sau của hai vật bằng nhau. Theo định luật bảo toàn năng lượng thì nhiệt lượng vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng vật kia thu vào. Vậy phương trình cân bằng nhiệt đó là quy tỏa luôn luôn bằng quy thu. Quy tỏa dựa vào phần hai lã tính bằng công thức M nhân C nhân T lúc đầu trừ T lúc sau. Do là hai vật truyền nhiệt cho nhau nên ta ký hiệu số 1 và số 2. T1 là nhiệt độ ban đầu của vật 1, T2 là nhiệt độ ban đầu của vật 2. Vì vậy, quy thu sẽ tính bằng công thức M2 nhân C2 T sau trừ T2. Các em chú ý, T sau ở đây của hai vật đều bằng nhau. Bây giờ ta sang phần vận dụng. Chúng ta sẽ đi từ bài dễ đến bài khó. Bài 1. Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20 độ C lên 50 độ C. Phần ghi tóm tắt đầu bài, ta thấy có đầy đủ 3 dữ kiện đầu bài. Đó là khối lượng M bằng 5 kg, C ta tra bảng thì được bằng 380 joule trên kg K. Nhiệt độ ban đầu của đồng là 20 độ C, nhiệt độ lúc sau của đồng là 50 độ C. Vì vậy chỉ cần áp dụng công thức, ta tính được nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để nhiệt độ tăng từ 20 độ C lên 50 độ C. Áp dụng công thức quy thu bằng M nhân C nhân T2 trừ T1, thế số bằng 5 nhân 380 nhân mở ngoặc 50 trừ 20 bằng 57 ngàn joule. Sang bài 2, có hơn một chút xíu. Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 25 độ C. Muốn đun sôi ấm nước này, ta cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Sau khi đọc xong bài, ta xác định để đun sôi ấm nước này thì có tới hai vật cần thu nhiệt lượng, đó là nước và cái ấm nhôm. Vì vậy, phần ghi tóm tắt đầu bài, ta ghi theo ký hiệu 1 và 2. M1 là khối lượng của nước, 2 lít nước thì có khối lượng bằng 2 kg. Nhôm có khối lượng M2 bằng 0,5 kg. Nhiệt độ ban đầu của nước và ấm là 25 độ C. Do đun sôi nên nhiệt độ lúc sau của nước và ấm là 100 độ C. Tra bảng ta có C1 bằng 4.200 joule trên kg K, C2 bằng 880 joule trên kg K. Áp dụng công thức, ta tính được nhiệt lượng cần thu vào của nước để sôi Q1 bằng M1 nhân C1 nhân T2 trừ T1, thế số bằng 2 nhân 4200 nhân với 100 trừ 25 bằng 630.000 joule. Nhiệt lượng cần thu vào của ấm, áp dụng Q2 bằng M2 nhân C2 T2 trừ T1, thế số bằng 0,5 nhân 880 và nhiệt độ gió của nước cho nên ta lấy 100 trừ 25 bằng 33.000 joule. Vậy nhiệt lượng thu vào của ấm nước ta làm phép tính cộng, lấy Q1 cộng Q2 bằng 630.000 joule cộng 33.000 joule bằng 663.000 joule. Bài 3. Người ta thả một miếng đồng có khối lượng 0,5 kg vào 500 g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80 độ C xuống 20 độ C. Hỏi nước nhận một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nước nóng lên thêm bao nhiêu độ? Sau khi đọc bài, ta xác định ở đây có hai vật truyền nhiệt cho nhau, miếng đồng sẽ truyền nhiệt cho nước. Cho nên phần ghi tóm tắt ta cũng ghi theo ký hiệu 1 và 2. M1 là của đồng bằng 0,5 kg. M2 là bằng 500 g là của nước. Do đơn vị chưa hợp pháp, ta đổi sang 0,5 kg. Nhiệt độ ban đầu của đồng là 80 độ C, nhiệt độ lúc sau của đồng là 20 độ C. Tra bảng ta có C của đồng bằng 380 joule trên kg K, C nước bằng 4.200 joule trên kg K. Vậy để tìm nước nhận được bao nhiêu nhiệt lượng thì trước tiên ta phải tìm nhiệt lượng tỏa ra của đồng bằng bao nhiêu. Áp dụng công thức Q bằng M nhân C nhân T1 trừ T2 là do nhiệt độ ban đầu của đồng lớn hơn nhiệt độ lúc sau của đồng.
Thay số, ta có 0,5 nhân 380 nhân 80 trừ 20 bằng 11.400 joule. Theo phương trình cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng tỏa ra của đồng bằng nhiệt lượng thu vào của nước, nên quy tỏa bằng quy thu bằng 11.400 joule. Mà nhiệt lượng thu vào của nước lại tính theo công thức quy thu bằng M2 nhân C2 nhân delta T. Bài, người ta hỏi nước nóng thêm bao nhiêu độ là hỏi delta T. Vậy delta T sẽ bằng quy thu chia M2 nhân C2 bằng 11.400 chia cho 0,5 nhân 4.200 bằng 5,4 độ C. Sau khi đã có công thức của tính nhiệt lượng thu vào và nhiệt lượng tỏa ra và phương trình cân bằng nhiệt, các em về nhà làm các bài tập 24 và 25 trong sách bài tập. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Thân mến, chào các em. Tạm biệt các em.